Chào mừng tất cả quý vị đã và đang quan tâm đến kênh tin tức mỗi ngày của chúng tôi. Vui lòng nhấn nút đăng ký góc bên phải màn hình để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Ông Lê Tùng Vân trên 70 tuổi có bị tù trung thân. Với ba tội danh. Thứ nhất, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ hai, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân thứ ba là tội loạn luân ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022, Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân về ba tội danh trên. Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam về ông Vân. Thông tin này đã làm rất nhiều người phẫn nộ, vì gần đây ông Lê Tùng Vân đã tuyên bố rằng ông không vợ, không con, một đời trong sạch. Ông còn treo thưởng một tỷ nếu ai đưa ra bằng chứng rằng ông đã có con. Theo luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, theo khoản 17 Điều 3 Luật HNGD 2014 quy định những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó người này sinh ra người kia kế tiếp nhau. Trường hợp những người thực hiện hành vi quan hệ tình dục đã từ đủ 16 tuổi thì người vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có thể lên đến 5 năm tù theo điều 184. Trường hợp hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi dưới 16 tuổi mà có tính chất loạn luân thì sẽ xử lý hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điều 145 Bộ luật hình sự. Theo đó, tính tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất loạn luân nên hình phạt sẽ ở khung là phạt tù từ 3 đến 10 năm tù theo điểm a, khoản 2, điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015. Công an tỉnh Long An cho biết, bước đầu xác định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một vài bé được nuôi dưỡng tại Thiền Am bên bờ vũ trụ và mẹ của các bé cũng ở cùng. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân và cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vân. Những người liên quan trong tỉnh thất bồng lai này, này cũng đang được củng cố hồ sơ xử lý. Phó trưởng ban tôn giáo chính phủ Nguyễn Tiến Trọng khẳng định, vụ việc cơ sở Thiền Am bên bờ vũ trụ có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi cộng đồng mạng đã có nhiều ý kiến rằng những người đang sinh sống tại tỉnh thất Bồng Lai không phải là tu sĩ và có dấu hiệu lợi dụng bằng cách kêu gọi lòng tốt của mạnh thường quân để trục lợi. Trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng trước đây, anh Lê Thanh Minh Tùng đã nhận là con ruột của ông Lê Tùng Vân đã quan hệ loạn luân với em gái ruột của ông Vân và sinh ra anh Tùng. Không chỉ vậy, anh Lê Thanh Minh Tùng còn tố cáo cha ruột là ông Vân có quan hệ bất chính với nhiều người phụ nữ khác. Anh Tùng tâm sự tôi từng sống trong cảnh không có giấy tờ tùy thân không có chứng minh thư nhân dân ông lê tùng vân đã dựa vào điều này hứa hẹn sẽ làm giấy tờ cho tôi trước đó vì nghe theo lời ông lê tùng vân anh tùng đã nói con mình là trẻ mồ côi để được các mạnh thường quân giúp đỡ anh tùng cho hay rất áy náy và nghĩ sau này sẽ trả lời như thế nào với con của anh mẹ vợ của anh cũng không đồng ý để sự việc này tiếp diễn và anh tùng đã dừng lại sau đó ông lê tùng vân phủ nhận trước lời tố cáo của con ruột là anh lê thanh minh tùng ông vân khẳng định ông một đời tu hành không vợ không con nuôi dưỡng trẻ lang thang cơ nhỡ để làm phúc đức. Bản tin của kênh tin tức ngày hôm nay xin khép lại. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và ủng hộ. Xin hãy bấm nút đăng ký và chia sẻ để nhận được những tin tức mới nhất trong ngày bạn nhé.